Huỳnh Thục Vi cố tình xúc phạm Quốc Kỳ. Liên quan tới câu chuyện nhà dân chủ Huỳnh Thục Vi vừa bị công an tạm giữ điều tra, có tin nói Vi đã được cho tại ngoại, có thể nói cả làng dân chủ nội và ngoại đang nhảy cẫng lên tìm mọi cách bênh vực và thanh minh chối tội cho Huỳnh Thục Vi. Đương nhiên, luận điểm của họ là Vi không phạm tội, Vi chỉ thực hiện quyền tự do biểu đạt. Tuy nhiên có thể nói rất khó để chống tội vì cho Vi bởi hành vi xúc phạm quốc kỳ của Vi là rất rõ. Vi đã xịt sơn lên lá quốc kỳ Tổ quốc của Việt Nam và hành động này của Vi hoàn toàn có chủ đích và chủ ý. Hãy nghe Vi nói về hành vi xịt sơn lên cờ Tổ quốc khi Vi trả lời đài BBC tiếng Việt. Đối với người Việt Nam trong nước hiện nay, lá cờ đó như vật gì linh thiêng, bất khả xâm phạm, một bùa chú của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và Vi còn nói thêm, hành động xịt sơn của tôi lên lá cờ đó không xuất phát từ những suy nghĩ bồng bột, non nớt của những người chưa hiểu chuyện, mà tôi mong ước qua hành động đó khiến dân bớt sợ hãi về những biểu tượng của Đảng Cộng sản Việt Nam, bớt cảm thấy nó nhạy cảm và linh thiêng. Vi còn nói thêm, tôi cũng muốn qua đó để thực hiện quyền tự do biểu đạt của mình, vì hành vi của tôi đối với lá cờ là một phần quyền tự do biểu đạt mà luật pháp và quốc tế công nhận, bất chấp luật pháp của Việt Nam có chấp nhận hay không. Qua câu trả lời của Huỳnh Thục Vi, có thể thấy rõ rằng cô ta biết rõ hành vi xịt sơn lên lá cờ là hành vi xúc phạm quốc kỳ, là hành vi bị pháp luật ngăn cấm, thế nhưng cô ta vẫn làm. Huỳnh Thục Vi ngang ngược tuyên bố hành vi của cô ta không phải xuất phát từ những suy nghĩ bồng bột, cô ta vẫn làm bất chấp pháp luật của Việt Nam có chấp nhận hay không. Một công dân mà phát biểu thách thức pháp luật như vậy, ai chấp nhận được đây? Thế nên cô ta bị điều tra, bị khởi tố là điều đương nhiên, sao phải kêu ca nữa? Cần nhắc lại một lần nữa rằng, cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của Việt Nam, là biểu tượng thiêng liêng, tự hào của người dân Việt Nam, không phải thứ để những kẻ dân chủ như Huỳnh Thục Vi thích làm gì thì làm, thích xúc phạm gì thì xúc phạm.